Dạ, thầy anh xem. Hình như ngồi cái phòng này mình thấy có vẻ ấm cúng hơn đúng không? Đúng không? À, nó gần gần hơn. Nếu mà cái việc mà hát đồng thanh á, cái phòng này nó sẽ hát lớn hơn cái phòng bên kia. Cảm ơn Chúa. À, trước khi mà chúng ta sẽ cùng học lời Chúa chung với nhau á, thì tôi muốn các bạn nghe. Tôi ý là tuần sau chúng ta đã có cái kỳ đại hội Mục Hưng thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần sau là tại Gold Coast Land, cái chương trình đại hội Mục Hưng lần thứ tư, và cũng là lần cuối cùng ở trên đất Mã Lai này sẽ được tổ chức. À, nếu anh những anh chị em mà tôi biết là gia đình DC mình cũng có một số anh em đã đăng ký, những anh em mà chưa đăng ký đó, mà nếu thì ban ngày các bạn cần đi làm, các bạn có thể ban đêm có thể đi dự, ban đêm thì free. Cho nên và giảng là tiếng Anh, cho nên là cũng là phiên dịch. Nếu mà cái này có người địa phương á, mà những người mà họ có cái yêu cầu về sự chữa lành chẳng hạn, thì các bạn có thể mời vào đi. Bởi vì đây có Chúa Mục sư Andres Bisoni đó, đó là một diễn giả mà chuyên về truyền giảng chữa lành, cho nên mà có thể kinh nghiệm rất là nhiều điều. Các bạn mục sư thích lời các bạn nên buổi tối đó, chúng ta chỉ có hai buổi tối rồi, đó là buổi tối thứ năm và buổi tối thứ sáu. Nếu mà cái buổi ban ngày không có phần hay để tham dự được đó, thì nên bây giờ đi tham dự hai buổi đó. Thì đây là lần cuối cùng mà nên chúng ta tổ chức cái đại hội nhà trên đất Malai. Sang năm có lẽ chúng ta đã tổ chức hẳn ở Việt Nam rồi, cho nên không còn cơ hội. Nếu như anh chị em nào muốn vào cho năm sau, amen. Chúng ta đang tiếp tục loạt bài trong sách Gia Cơ. Và thực sự mà nói, như tôi đã từng vài lần nói với các bạn, khi tôi chọn cái sách này để chia sẻ ở tại gia đình BC mình ý, thì tôi cũng không có nghĩ gì sâu xa lắm đâu. Nhưng mà đúng là trong sự tế trị của Chúa và càng ngày tôi càng thấy rằng rõ ràng đây là cái sách hay là cái thư tín mà Chúa chọn cho gia đình chúng ta trong cái giai đoạn này. Hôm nay thì như các bạn nhìn cái chủ đề này, các bạn thấy gì? Vì sao quý nhau? Tôi không dùng từ là đánh nhau mà là quý nhau. Tại sao lại như thế? Có một cái bé nó gặp bố nó hỏi thế này: bố ơi, những cái cuộc chiến tranh thế giới nó bắt đầu như thế nào nhỉ? Bố giải thích dùm con, chẳng hạn như là thôi bây giờ coi như là chiến tranh thế giới lần thứ nhất đi. Cái bố nó nói nó bắt đầu là bằng việc là nước Đức xâm chiếm nước Mỹ. Tự nhiên luôn. Và vợ đứng bên này này, ông nói thật cho con nó đi, nó bắt đầu vì một người bị ám sát. Thế ông bố nhìn sao? Thế tôi trả lời hay bà trả lời? Bà vợ không nói gì, nghe cái cửa nó dập lại làm sao mà rầm. Bà bước vào trong là chén bát nghe nó rộn ràng hết, im lặng một hồi. Thế ông bố ngồi xuống đây bố giải thích thằng con vậy. Hỏi bố, bây giờ con hiểu là tại sao chiến tranh xảy ra rồi. Cái sự mà xung đột ấy là cái chuyện không có miễn trừ bất cứ một lĩnh vực nào, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Nhưng nếu mà các bạn mà có đọc, có theo dõi tin tức thời sự thì các bạn biết là hiện tại là giữa Qatar với lại các nước Ả Rập đang có cái xung đột với nhau. Rồi ở Việt Nam thì có cái sự quýnh nhau giữa mấy anh là xe ôm với lại là xe Uber Grab, mà xe ôm ấy cũng là xe máy ấy, quýnh nhau té máu ấy. Rồi sao nữa, gia đình mình ở đây trong những ngày vừa qua cũng không có được thuận thảo giống như những ngày xưa mà, đúng không? Nhưng mà đừng có lấy đó làm lạ anh chị em. Tại sao? Bởi vì cái chuyện xung đột nó đầy trong Kinh Thánh ấy. Xưa thì có Lót với lại Abraham là tranh chấp với nhau, đúng không nào? Rồi Absalom thì sao? Gây chiến với cha mình là vua David. Rồi các sứ đồ của Chúa Giê-xu mà trước khi mà Chúa thọ nạn á, họ tranh với nhau về cái chuyện là đứa nào lớn hơn. Rồi hai ông sứ đồ mà cũng lớn có tiếng á, ông Phao-lô với Ba-ra-ba thì sao? Ai đi đường nấy, bởi vì cái chuyện của thằng cháu của Ba-ra-ba là giành mắt. Còn quốc đội Thánh thì sao? Quốc đội Thánh thì Côrinh-tô đó là người ta thưa, thậm chí là đem nhau ra tòa dân ngoại để thưa. Họ tính Ga-la-ti thì người ta cắn xé và ăn nuốt nhau. Còn hồi Thánh Philip thì có hai cái bà phụ nữ mà suốt ngày bà cãi nhau, thậm chí là câu lô phải nêu tay mỗi hai bà mỗi khi mà gỡ thư tới hội thánh. Cho nên là tôi nói với anh chị em là cái chuyện mà những cái người tin thời Chúa mà tranh chấp nhau, cự cãi rồi hơn thua với nhau đó, đó là chuyện thường ngày ở huyện thôi.
cái này không có gì đặc biệt khác thường hết á. Nhưng mà theo anh chị em thì cái chuyện mà con dân Chúa mà cự cãi mà tranh chấp với nhau đó đẹp lòng Chúa không? Mình tự biết là nó không đẹp lòng Chúa đúng không nè. Thế thì vấn đề là làm thế nào để con anh em xử lý, làm thế nào để con anh em giải quyết những cái nội chiến như vậy ở trong từng gia đình của mình và trong con dân Chúa. 12 câu đầu trong cái chương 4 của sách Gia Cơ này nó tập trung vào cái ý tưởng chủ đạo là để giải quyết xung đột giữa những người tin thờ Chúa với nhau thì chúng ta cần phải xưng nhận cái tội ích kỷ của mình và khiêm nhu hạ mình trước mặt Chúa. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta chỉ giải quyết được có ba câu đầu thôi. Ba cái câu kinh thánh này nó tập trung vô một cái chủ đề chính, đó là để giải quyết xung đột ấy, chúng ta phải xử lý những cái động cơ ích kỷ của mình. Để giải quyết xung đột thì chúng ta phải xử lý những cái động cơ ích kỷ của mình. Chúng ta sẽ học có 3 điều. Đầu tiên, bởi tham vọng ích kỷ của mình đã dẫn chúng ta đến chỗ đánh nhập. Chúng ta cùng đọc cái phần kinh thánh ở đây này. Ngày nó hơi mờ cho nên là tôi đọc và các anh em theo dõi đi. Những sự tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Hoặc đọc qua đấy, chúng ta thấy là dường như hai cái câu số 3 với cái phần cuối của câu số 2 nó không ăn nhập gì với phần trên đấy. Thực ra là nó ăn nhập vì nhiều khi là nhìn lướt qua thấy cái chuyện đó là rất là nói chuyện xung đột mà đằng sau nói chuyện cầu nguyện, cho nên nhiều người hay lấy cái phần cầu nguyện ra mà giảng ấy, thực ra hiểu là nó sai vấn đề. Chúng ta sẽ làm được xem ba cái phần mà Chúa dạy ở đây, nhưng mà nó liên quan tất cả, nó liên quan tới cái sự là cái tính ích kỷ của chúng ta nó dẫn đến cái sự đột. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng học với nhau đó là bởi tham vọng ích kỷ của mình đã dẫn chúng ta đến chỗ đánh nhau. Tôi dùng cái chữ đánh nhau là trong mặt kép. Những sự tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Nói một cách nôm na thì cái phần này có thể diễn nghĩa như thế này anh chị. Anh em có biết tại sao anh em lại sát phạt lẫn nhau không? Ấy là vì anh em không đạt được điều mình ao ước. Anh em không đạt được điều mình thèm muốn. Em tôi diễn nôm cái điều này nha. Mà tại sao là không đạt được điều ấy lại quay ra hướng người khác? Hay là kiểu là gà nhà đá nhau? Hay là vì anh chị em cho rằng cái đối tượng đó, tức là cái thằng đó hay cái con đó hay cái ông đó hay cái bà đó đó là ngăn cản mình đạt được cái điều mình muốn. Nói cách khác là chính cái đối tượng đó nó khiến cho mình trắng tay là nguyên nhân của mọi sự thất bại. Cái lý do mà tôi và anh chị em không đạt được cái điều mình muốn là mình quay ra mình tranh chấp hay là mình cãi cọ hay mình tranh giành với người khác là bởi vì mình nghĩ là người khác ấy, cái người đó đó là cái duyên cớ mà mình không đạt được cái điều mình muốn. Cain giết em mình là Abel. Không phải là Abel có cái gì sai với Cain. Chỉ đơn giản là sao? Cái của lễ của Abel thì Chúa nhận, còn cái của lễ của Cain Chúa không nhận. Thế là giận thôi, do mày mà thủ lễ của anh không nhận được, do chú ấy giết thằng anh. Cho nên khi mà tôi nói với anh chị là khi một khi mà xung đột nó xảy ra là dù trong gia đình hay là trong hội thánh hay là ngoài đâu vậy thì người này luôn bảo người kia là cái nguyên nhân, người này luôn nói người kia là gì, người đó mới gây rối. Nó cái khác là ai cũng khăng khăng là mình đúng đó, còn người kia mới là kẻ gây sự, người kia mới là sai. Có một cái chuyện buồn, có một vị mục sư tôi nói là tôi mới đem tay ra đây ở Việt Nam chẳng phải ở đây, nhưng mà là một vị mục sư rất là lớn nổi tiếng, rồi cũng có những cái sai phạm, ông có những cái sai phạm mà rồi bị công an họ bắt cái tại trong khách sạn, không phải một lần mà hai lần. Cái chuyện nói chung về vấn đề đạo đức dục. Rồi sau đó thì cái hệ phái của ông ra trong phái cao thẳng là hệ phái của mình nhiều các thẳng khắp cả nước bắt đầu chia ra.
mình không biết nguyên nhân sâu xa của chuyện đó là gì, nhưng mà mình dùng ai lấy đi, đó là cái giáo hội nó bị chia ra tách là mình đâu. Cái ông học trò, tức là ông phó của ông mục sư chính đó, ra đi dẫn theo một cái đoàn mình đâu. Tất nhiên là không phải ngay, tức là có cái chuyện gì cái họ chia tay nhau ra, chê họ cù cưa rồi họ rèn chứ rồi tại anh tại á cho nên chán chê mê cuồng rồi cuối cùng mới chia. Và sau đó đó, sau khi mình chia tách rồi thì ông mục sư tưởng á, ông lên mạng suốt ngày tố cáo họ ông học trò cũng chịu không biết hết cái thư này ở cái thư khác. Ban đầu thì người ta nghĩ là có thể là mấy ông học trò này là sai thật nè, chắc là lỗi mà cái chia tách là do mấy ông học trò. Nhưng mà về sau ông thầy ông cứ liên lên mạng, ông cứ thanh minh rồi ông cứ giải thích rồi ông cứ bêu xấu rồi ông cứ công kích học trò mãi. Thành ra công chúng mà nó không có là cái ông này nghĩa là ông này là cái sai. Các bạn biết sao không? Ban đầu thì có thể là ông mấy ông học trò sai, nhưng mà cái cách ông thầy ông hành xử á, ông xử sự, ông cay cú á, dần dần nó phơi cái sai tập bỏ ra trước mắt. Thôi nè, khi mà xung đột nó xảy ra, dù ở cái mức độ gia đình, dù cái mức độ quan hệ cá nhân hay là trong hội thánh, thì đừng bao giờ nhìn nơi người khác là cái nguyên nhân. Tôi nói lại để anh chị em lưu ý, cái ý của Gia Cơ ở đây là gì? Đừng nhìn vào bất kỳ một cái nơi đâu để truy tìm nguyên nhân của sự xung đột cái đó, mà hãy gì? Hãy nhìn vào chính mình. Nguồn cơn của mọi cái xung đột, nguồn cơn của mọi cái cuộc tranh chiến là nằm ở chính cái tham vọng ích kỷ của chúng ta. Cái tham vọng đó nó có thể là tham vọng về danh tiếng, có thể tham vọng về quyền lực, có thể tham vọng về cái quyền sở hữu, hay gọn một lời là gì anh xem? Nguồn cơn của mọi sự xung đột là mình muốn khẳng định cái tôi của mình. Và cơ nói gì? Anh em sẽ không giải quyết được xung đột cho đến khi nào mà anh chị em nhìn nhận một cách đúng đắn, anh em nhìn nhận một cách chính xác cái căn nguyên của nó. Còn nếu mà anh em còn đổ lỗi cho người này người kia hết, tức là anh em chưa nhận ra được cái căn nguyên của sự xung đột. Mà nếu chưa nhận ra căn nguyên của sự xung đột, anh em không có giải quyết xung đột được đâu. Anh em phải nhìn vào chính mình đi. Và cơ nói như thế, anh em phải nhìn vào chính mình đi, nhìn vào cái tôi ích kỷ của mình đi. Theo anh em là đã nói tới sự xung đột đó thì có bao giờ là do một người mà xảy ra xung đột không? Cái suy nghĩ thực tình của mình là gì? Mình cứ do người này nè, người kia nó không, do người này nè. Nhưng mà thật ra đó, đã nói tới xung đột là bao giờ cũng là hai bên. Không có một cái cuộc xung đột nào hay là tranh giành nào mà chỉ xảy ra hoàn toàn do một bên cả. Nhiều anh em ngồi bên dưới mà nghe nè, mục sư nói như thế thì đơn giản quá. Mục sư mà biết được cái tình trạng của con, mục sư biết được tình trạng hôn nhân của con, mục sư thấy nó phức tạp hơn nhiều. Thế tôi để con kể mục sư nghe, bà vợ con bà làm vậy. Đấy, mục sư mà ngồi chịu khó nghe con kể hết những gì mà vợ con nó đã làm nha, mục sư chắc chắn là sẽ nhìn thấy là đó không phải lỗi của con. Và nói với anh chị em, chừng nào mà anh chị em một rau vợ cảnh đó, tức là chừng nào mà anh chị em còn đổ lỗi cho người khác đấy, chuyện đó là anh cho con giải quyết vấn đề đó. Dù là trong cái mối quan hệ cá nhân, hay là trong gia đình, hay là trong hoàn cảnh. Tại sao nên biết không? Bởi vì không có một cái cuộc xung đột nào mà hoàn toàn 100% do cái bên một bên gây ra. Có thể một bên gây ra 90%, còn bên kia là 10%. Thì 10% cái anh bên 10% này cũng phải chịu trách nhiệm về cái phần của mình chứ. Nếu mà mình tức là anh chị em, tôi cho anh chị em không phải là 90% là 10%, anh em có 5% thôi. Đối tác là 95% của anh em có 5% thôi mà gây ra nên xung đột, thì anh chị em với cái 5% đó anh em cũng phải chịu trách nhiệm. Mình phải đối diện với cái trách nhiệm của mình trong 5% này, mà mình phải làm gì nữa? Dừng ngay cái chuyện đổ lỗi cho bên kia. Hãy để cho Chúa xử lý cái đối tác kia. Còn anh chị em thì phải sao? Phải xử lý cái tội ích kỷ cá nhân của mình. Lời Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 26 câu 23 cho chúng ta một cái lời khuyên rất là khôn ngoan, đó là lửa tắt bị thiếu củi, nơi nào không có nói hành á thì cái chuyện cãi cọ nó cũng sẽ cái sao. Trong những ngày qua tôi thấy có một số anh em có nghe lời khuyên của tôi im lặng, bởi vì nó không có củi, không có cháy được. Còn lâu lâu mà anh em chăm dùng lực chút nhỏ hay lớn chăm là nó sẽ cháy. Còn nếu mình không có tiếp lửa tiếp củi gì hết,
Israel nó sẽ tăng. Tôi khích lệ anh em và mỗi một anh em nên suy nghĩ cái điều này. Đừng bao giờ là mình dừng phần trong cái cuộc xung đột. Đừng bao giờ anh em dừng phần trong cuộc xung đột. Bởi vì sao? Ở trong hội thánh Corinto nó có cái chuyện là người ta không biết có xung đột gì với nhau đâu, mà đem nhau ra tòa của dân ngoại ấy, nhờ người ta xét xử, tức là nhờ người ngoại xử hai người thương Chúa đó. Thì sứ đồ Phaolô nói trong Corinto thứ nhất đoạn 6 câu 7 như thế này anh xem. Thật vậy chỉ có việc mà đã kiện cáo nhau đã thấy anh em thua rồi. Ta thấy anh em đã kiện cáo nhau là anh em đã thất bại rồi đúng không? Sao chẳng thà bị đối xử bất công đi? Sao chẳng thà bị chịu bị lừa đi? Nhiều khi mà nghe người ta mà nói mà nó sai chặt về mình là mình sao? Ngứa miệng, mình chịu không được, giờ mình làm sao được? Mình bắt đầu lên tiếng, tức là mình bắt đầu thêm ngữ vào. Khi tôi soạn cái này, tôi ngồi tôi suy nghĩ, Chúa cho tôi cái hình ảnh này các bạn. Bây giờ thì cũng ít rồi nhưng mà còn chứ không ít. Tức là ở Việt Nam mình thì thường thường không phải ai họ cũng vào trong cái xe, họ mua vé xe rồi họ đi. Ví dụ như từ Hà Nội họ về đi. Thường thường họ ra bến xe, bến ngầm hay đâu đó, họ đứng tay đường hết rồi, xe đi cái họ bắt khác, đúng không? Rồi họ lên, lên xe rồi mới bắt đầu là họ thuận chết cả, đúng không? Lên xe rồi cái đầu, cái lơ xe đó với cái người khách nó đi, tức là trả giá rồi với nhau, thôi. Thì bây giờ, nếu mà mình không đồng ý với điều kiện của nhà xe, thì mình sẽ làm sao? Mình xuống bắt xe khác đi thôi. Đúng không? Khi mình đi lên cái xe đó, mình đã chấp nhận đi lên cái xe đó thì nó có cái điều kiện của người ta là như thế, vé giá vé là như thế. Mà nếu mình không đồng ý thì sao? Thì mình xuống bắt xe khác đi đó. Còn nếu mà mình đã xuống tàu, đã xuống bắt xe khác rồi thì đi xuống lo bắt xe khác đi. Thế nếu đi xuống mà mình cứ đứng mình chửi theo cái xe nó đi rút tút rồi. Cái xe nó có một người hai người kệ nó. Các bạn hiểu không? Cái gì mình đã xuống rồi, mình đã xuống đây rồi. Còn cái xe này nó có một người, hai người hay nó không có người, đó là chuyện của nó. Còn mình thì mình lo bắt cái xe khác mình đi. Chứ mình đứng mình chửi lẳng quẳng hoài. Mà người ta không còn thấy xe nữa thì người xung quanh họ nói gì? Một cái ông này ở trong chỗ quỳ ra hay sao vậy? Hơn này, đây là cái chỗ mà tôi muốn anh em trông trọng. Nếu mà mình thấy rằng là mình lên cái xe, mình không có thỏa mãn cái điều, cái xe nó không có thỏa mãn cái điều kiện của mình không có đáp ứng được, xuống. Xuống mình đăng xe khác mình đi. Đâu có gì đâu. Tôi và anh chị em trên cái hành trình đi với Chúa, tôi nói thật với các bạn như này. Thánh Chúa, các bạn chỉ ở một cái giai đoạn nào đó thôi. Chúng ta gặp nhau chỉ một lúc một hồi nào đó thôi. Dù có dài như thế thì cũng 5-10 năm thôi. Chứ là không ở với nhau cả đời đâu. Không cần gì phải căng thẳng với nhau để làm gì. Vì những cái chuyện đâu đâu mà căng thẳng nhau để làm gì. Rồi liệu còn có một ngày để còn nhìn mặt nhau chứ? Cho nên tôi khích lệ các bạn, hãy có cái tầm nhìn xa. Đừng để cái lòng ích kỷ mà nó bé bé tí của mình này nè, nó hiệp hội này, nó làm cho mình có những cái hành xử trẻ con. Cho nên xin Chúa cho tôi và mỗi một anh em, mỗi một người khi cái sự việc nó xảy ra, dù là trong cái mối quan hệ vợ chồng, hay là giữa bố mẹ và con cái, hay là những thành viên trong gia đình, hay là trong hội thánh, hay là cái ngoài cái tổ chức mà bên ngoài xã hội của mình. Hơi này, đừng có tìm cái nguyên nhân của sự xung đột ở đâu hết. Hãy lo cái phần, giải quyết cái phần. Anh em đừng có thêm củi vào, lửa không có cách gì cháy được. Chúng ta còn có nhiều việc để làm lắm, các bạn. Chúng ta còn có quá nhiều con người để cần phải quan tâm. Chúng ta còn có quá nhiều cái công việc để còn đổ cái tâm sức mình vào. Thì Chúa cho tôi và mỗi anh em mỗi ngày trưởng thành hơn. Trước chúng ta học về cái cách mà sử dụng lời nói đó, thì tôi khích lệ anh em. Cái người khôn ngoan là người cẩn trọng là. Như vậy thì cái điểm đầu tiên mình học gì? Cái bởi cái tham vọng ích kỷ của mình thì nó dẫn mình đến cái chỗ là muốn nhọc. Còn nhiều khi mình nghĩ là mình không có dính gì, mình không có liên quan gì đâu, nhưng mà hãy cẩn trọng. Tôi của chúng ta nhiều khi mình vẫn muốn khẳng định, bởi vì khi người ta nói sai thì mình là mình vẫn muốn khẳng định á, chính cái chỗ đó đó, cái tham vọng ích kỷ mà khẳng định cái tôi của mình á, nó sẽ đẩy tôi và anh chị em tới cái chỗ gì quyết hơn thôi. Điều đó là điều thứ hai, tham vọng ích kỷ của mình á, bởi tham vọng ích kỷ của mình thì khiến chúng ta không thể cầu nguyện. Câu này thì đang là
anh em không có gì cả thì anh em không cầu xin. Nhiều khi chúng ta đọc cái câu thánh này mình thấy nó không ăn nhập gì với phần trước cả, nhưng mà thưa các bạn là nó rất ăn nhập á. Anh em không có gì cả thì anh em không cầu xin. Cái giải nhiều khi ấy, chúng ta không hiểu được cái giải pháp mà để có được cái điều mình muốn đó là cầu nguyện với Chúa chứ không phải là gây chiến với người khác. Ở đây trong cuộc sống thường ngày là mình muốn dành cái phần hơn thì mình sao chiến đấu. Nhưng mà ở đây đó, trong cái đường lối của Chúa thì Chúa nói về cái giải pháp mà để có được cái điều mình muốn á là cầu nguyện. Mà cầu nguyện ở đây nè, cái đây không phải là Chúa dạy cái câu mà này không phải là dạy về cái sự cầu nguyện mình thôi, mà đây là cầu nguyện nó liên quan tới cái chuyện giải quyết xung đột giữa những người tin thờ Chúa. Khi mà nó xảy ra xung đột giữa những người tin thờ Chúa đó thì hẳn nhiên là ai cũng biết là phải cầu nguyện đúng không? Đúng không? Có ai trong anh chị em muốn gia đình mình có xung đột không? Hay có ai trong anh chị em muốn hội thánh bị xào xáo không? Không đúng không? Mà ai trong anh chị em tôi nghĩ là chỉ trừ ngoài anh em rất là mới thôi, còn lại là ai trong chúng ta cũng biết là khi có chuyện là mình phải cầu nguyện với Chúa. Amen. Tại sao ở đây có những người họ không cầu nguyện? Tại sao ở đây là có những người mà họ không hề cầu nguyện xin sự can thiệp của Chúa trên cái tình trạng xung đột đang xảy ra trong gia đình của mình, đang xảy ra trong hội thánh? Lý do là thế này anh chị ạ. Thường ấy, khi mà cái nội chiến nó xảy ra, tức là cái xung đột nó xảy ra giữa những người thân ở trong gia đình này, dù là gia đình thực thể hay là gia đình thuộc linh ấy, thì thường thường là chúng ta sẽ liền lên một cái kế hoạch. Rồi mình bắt đầu là mình kể cho người này người kia nghe, kể cái câu chuyện mà của mình ấy, tức là kể cái phần của mình ấy. Ví dụ như mà hai vợ chồng mình xung đột gì, vợ sẽ về phía bên ngoài. Vợ về phía bên ngoài là cách gì, là cách thứ là mình kể hết. Mà cái phần mà người vợ này kể là toàn là vợ đúng mà chồng sai. Đấy, còn ông chồng thì sao? Chồng cái đầu đi, bây giờ cũng kể hết cho mình. Rồi làm sao nữa? Mà thấy là đọc sách vở này, bây giờ cái tình huống nó như thế, xung đột như thế, thì bây giờ phải nghiên cứu sách vở làm sao nè, tìm tòi khám phá làm sao mà để xử lý cái người khó ưa này này. Chứ ít có người khi mà xảy ra xung đột như vậy quỳ gối xuống trước mặt Chúa trong cái tinh thần cầu nguyện khiêm nhu, trong cái tinh thần cầu nguyện bền độ. Anh em biết tại sao mà khi mà xung đột đó thường thường chúng ta thất bại không thể cầu nguyện không? Anh em biết tại sao mà khi mà cái chuyện xung đột nó xảy ra là hầu hết là không thể cầu nguyện không? Bởi vì lúc đó mình đang cay cú mà, mình đang giận dữ mà, mình đang căm ghét mà, làm sao mình cầu nguyện cho cái người đó được? Ví dụ như ví dụ tôi nghe cái này không có phải thật đâu, ví dụ thôi, hai vợ chồng cũng cãi nhau chán ấy. Làm sao mà Túng có thể là cảm ơn Chúa vì chúng ta cái con của bây giờ vợ và xin Chúa chúc phúc cho vợ con, Chúa giúp con đi, không có cầu nguyện cho đó đúng không? Cái lý do mà người ta thất bại không có cầu nguyện, lý do mà khi tôi và anh em có xung đột ở trong gia đình riêng của mình hay là trong hội thánh, đại đa số thất bại không cầu nguyện là tại sao? Mình đang cay, đang cú mà chút đó là cái thành phẩm ích kỷ của mình nó đang kiểm soát mà mình muốn khẳng định cái tôi của mình mà. Thế như tuần trước tôi nói đó, trong cái phần mà tôi chia sẻ về cái việc mà thuần phục cái người lãnh đạo đó, tôi nói một câu mà rất là nhiều người bị đụng chạm đây, đó là những người mà hay phê phán, lên án, chỉ trích những người lãnh đạo là những người đó hầu như không có bao giờ cầu nguyện cho những người lãnh đạo. Đơn giản thôi, bởi vì chỉ có một cái mồm mà đã dùng để rủa xả, để dùng để chỉ trích phê phán rồi, còn cái mồm nào nữa đâu mà cầu nguyện chúc phước được. Anh em lãnh là anh em sẽ thấy được cái lý do mà tôi và anh chị em không có gì cả vì mình không xin. Lý do mà mình không xin, đang cứu, đang bức ức mà, đang bực bội mà. Cho nên là tôi và anh chị em thường á, khi mà mình nắm lên giận, khi mình xung đột á, mình nghĩ gì? Mình có cái quyền giận, mình có cái quyền là sử dụng cái cơn giận của mình đối với cái người kia. Và mình nghĩ là mình giận như là vậy thì chẳng đúng á. Ai trong chúng ta cũng nghĩ là mình người kia làm mình giận như thế là chẳng đúng á.
cho nên vì đang giận cho nên mình không có cầu nguyện cho mình được. Đây nè, anh em không có gì cả, tức là anh em cũng được các vị, anh em không cầu xin. Nhiều người cũng nói quá, tại sao không cầu xin, bởi vì cái lòng mình nó đang uất ức cái người đó, lòng mình đang cay cú người đó, lòng mình đang giận người đó, lòng mình đang nói gì cái người đó là sai. Nhưng mà nó không cầu nguyện, mà không cầu nguyện thì sao? Chú nói rất là đơn giản, cái câu này đơn giản lắm, ai cũng biết là gì, hãy xin, không xin, không được, không xin thì không được hết, mình biết như thế cơ mà, cho nên nhiều khi mình nói xung đột, mình nói bộ tại sao có chuyện có bé tí tí rồi, càng ngày nó càng lớn ra, mình đâu có cầu nguyện xin chú can thiệp trong chuyện đó. Nhưng mà có một anh chị em nào đó chứ nói, ô, một chị ơi, một chị nói gì chứ mà, trường hợp con có cầu nguyện cho người đó đó. Nhưng mà cầu nguyện sao? Con cầu nguyện để nó sửa đổi cái thái độ nó. Con cầu nguyện để làm gì? Để hành động cho nó đi. Sửa dạy nó. À, rồi có khi để nó biến khỏi đời con đi. Để nó không còn nó truyền miên cho con suốt ngày chịu hết nổi rồi. Nếu mà anh em có ai anh em đang cầu nguyện kiểu đó đó, thì hãy nghe ông Gia Cơ nói gì. Anh em cầu xin mà không nhận được thì cầu xin với cái dụng ý xấu để dùng cho dụng vọng riêng. À, có thể nhiều người trong anh chị em trong những ngày vừa qua không nhận được cái sự bình an hay là hòa thuận ở trong gia đình vì mình không có cầu nguyện được. Mình không cầu nguyện được là bởi vì mình muốn khẳng định cái tôi của mình cho rằng mình đúng là người kia mới sai cho nên mình không cầu nguyện. Và cũng có thể một số anh chị em mình đó có cầu nguyện nhưng mà vẫn không nhận được, cũng không thấy sự hòa thuận gì trong gia đình mà cũng không thấy sự bình an của mọi người trong mọi tánh, là bởi vì Chúa nói gì? Cầu nguyện theo có dụng ý xấu hay là động cơ sai. Chúng ta đi vào phần cuối cùng, cái tham vọng ích kỷ của chúng ta nó sẽ khiến cho chúng ta cầu nguyện với cái động cơ sai. Cái tham vọng ích kỷ của tôi và anh em có thể khiến cho tôi và anh em cũng có cầu nguyện nhưng mà không có cái động cơ sai. Mà cầu nguyện với động cơ sai thì cũng không nhận gì được luôn. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình. Đó là lời cầu nguyện ích kỷ. Cầu nguyện với cái động cơ sai ấy, như Gia Cơ nói đây, đó là cầu nguyện ích kỷ. Ủa mình nói, ủa nhưng mà, ông sư nhưng mà con cầu nguyện cho nó, con có cầu nguyện, con cầu nguyện xin Chúa thay đổi cái thái độ của nó. Nhưng thực ra đó mình cầu nguyện theo kiểu đó là để gì các bạn biết không? Vì cái lợi của mình. Ví dụ như có những người cầu nguyện cho ông chồng, ông thay đổi cái tính tình ông đi, bởi vì cái tính đó là hành hạ quá nhiều chuyện ông nổi. Chứ mình không phải thương gì ông hết đó. Nhiều khi tôi và anh chị em cầu nguyện cho người này, cầu nguyện cho người kia, mình sẽ cầu nguyện hoài, mình sẽ không thấy thay đổi. Chiều hôm nay chú muốn nói với anh em, con ơi hãy nhìn lại thử coi, con cầu nguyện với động cơ đúng hay là động cơ sai. Nhiều khi mình tưởng mình đang cầu nguyện là mình thương người đó, mình cầu nguyện dữ lắm, nhưng thật ra là gì? Mình đang thương mấy cái thân của mình. Mà tôi mà nặng quá, tức là mình xem cái tôi mình mà nặng quá là gì anh chị em? Tội. Cái điều mình có từ hai chữ tội, tôi nặng quá, tội. Cho nên nhiều khi tôi anh em cầu nguyện cho người này, cầu nguyện cho người kia, nhưng mà kỳ thật là vì cái lỗi của mình, không phải vì cái lỗi của mình. Cho nên khi tôi và anh chị em cầu nguyện mà với cái dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình á, thì đó là cái cách mà chúng ta cố lợi dụng Chúa cho cái mục đích của mình. Chúng ta tìm cách sử dụng Chúa cho cái mục đích của mình thay vì cầu nguyện với Chúa cho cái mục đích của Chúa. Cái điều này nó cái kiểu cầu nguyện nó là giống như là xem Chúa như là thần đèn của Aladdin. Khi mình cần thì mình bấm lấy Chúa, sạc cái nhân danh Chúa Jesus, amen. Chúa phải hiện ra nó, yes sir. Vậy cái mình nói, nè. Vậy cái Chúa nói, yes sir. Cái mình bóc bỏ lên cái giá vậy đó. Cái làm sao có cái vụ gì gặp cái mình nói, Chúa đâu đâu. Cái Chúa nói, yeah. Đó không phải Chúa của Abraham, Isaac, Jacob. Đó không phải là Jehovah Đức Chúa Trời của tôi và anh. Tôi nói với anh xem, hãy nhớ cái loại cầu nguyện mà của người tin Chúa cầu nguyện đó, là thay như Chúa Giêsu dạy là gì? Ý
cha chứ không phải ý ta. Chúa không không nói là khi các con cầu nguyện hãy cầu nguyện như này nè, ý ta được ngay ở đất trên trời, không ý cha. Cầu nguyện của tôi và anh em không phải là để sử dụng Chúa, mà là để Chúa có thể sử dụng tôi và anh em. Hãy để cho Chúa dùng cái mâu nhiệm này của tôi và anh em làm thành cái ý định của Chúa trên đời sống người đó, chứ không phải là ý định của chúng ta, mong ước của chúng ta trên đời sống của người này người kia. Có lẽ các ông là làm cha ở đây cầu nguyện cho vợ của mình trong những ngày của mình, nhưng mà anh chị em cầu nguyện cho cái ý muốn của anh em được hình thành, được thực hiện ở trên đời sống của vợ mình, hay là anh chị em cầu nguyện cho cái ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện ở trên đời sống của những người làm vợ. Các cô có thể cầu nguyện cho chồng của mình trong những ngày vừa qua, nhưng mà các cô cầu nguyện để cho ý muốn của mình được thành ở trên đời sống của chồng mình, hay là các cô cầu nguyện cho ý muốn của Thiên Chúa được thành trên đời sống. Nhiều khi các bạn cầu nguyện cho bố mẹ của mình, nhiều khi các bạn cầu nguyện cho con cái của mình. Cho nên nhiều khi tôi và anh chị em cầu nguyện cho cái để dùng một cái tư dục của mình vào cái điều mình muốn, chứ không phải là mình cầu nguyện cho cái thánh ý của Chúa hay là cái mục đích của Chúa được nên trên đời sống của người này hay người kia. Tôi nói với anh chị em là cái lý do chính mà Chúa đem cái sự hòa thuận đến cái gia đình của anh chị em, hay là trên hội thánh của anh chị em, hay là trong mối quan hệ của anh chị em, là không phải là để cho anh chị em không còn phải gặp rắc rối, anh chị em không còn phải phiền toái, anh chị em không còn phải tranh cãi. Hẳn nhiên tôi biết nhiều người trong anh chị em quá mệt mỏi vì cái chuyện bất hòa trong gia đình. Nhiều người trong anh chị em mất ngủ, mất ăn, mất ngủ về cái chuyện xung đột ở trong hội thánh. Hòa thuận hiệp một là tốt, nhưng mà nếu anh chị em cầu xin Chúa ban cái sự hòa thuận để mình không còn phải chịu stress, không còn phải chịu cảm xúc, không còn phải chịu khốn khổ nữa, thì tôi anh chị em đang cầu nguyện sai mục đích rồi. Lúc đó là tôi và anh chị em đang cầu nguyện cho ý của mình được này. Lý do chính mà tôi và anh chị em nên cầu xin sự hòa thuận của Chúa là để Chúa được vinh hiển, để Chúa được ngợi khen, để Đức Chúa được tôn cao ở trong gia đình của mình. Chứ không phải là cầu xin Chúa ban cho cái sự hòa thuận ở trong gia đình, trong hội thánh là để cho mình không còn phải đối diện hay không còn phải nhìn thấy cái sự tranh cãi hay xung đột nữa. Nhưng đấng Christ không có được tán dương, không có được ngợi khen ở cái sự xung đột phiền nghi. Chúa chỉ được vinh hiển khi dân sự của Chúa là tôi và anh chị em đóng đinh cái tôi của mình và cho phép tình yêu của Chúa tuôn chảy vào đời sống, tuôn chảy qua đời sống của chúng ta đến với những người, thậm chí đến với những người mà họ đang đối xử sai. Cho nên nếu như trong những ngày vừa qua anh chị em có cầu nguyện, trong những ngày vừa qua anh em cũng có loại là cao thủ hơn, nội công thâm hậu hơn, tức là có cầu nguyện được đấy, còn nó thành phần mà không cầu nguyện được là cái đó là còn là abaco rồi. Nhưng mà anh em cũng có loại mà nội công thâm hậu hơn về phương diện đức tin nha. Mình có cầu nguyện cho người này người kia được, những người mà gây rắc rối cho mình á, những người phê phán, những người lên án, những người chỉ trích vu khống mình ấy, anh em cầu nguyện được thì mình mày xem thử coi, mình cầu nguyện đó là cầu nguyện với cái động cơ đúng hay là cầu nguyện với động cơ sai. Cầu nguyện xin Chúa can thiệp, xin Chúa sửa dạy cho người đó, hay là cầu nguyện xin Chúa làm thành cái mục đích của Chúa trên đời sống. Không ai trong chúng ta thích phải đối diện với rắc rối trong cuộc đời cái thương cái việc, nhưng mà hãy nhớ Đức Chúa Trời của chúng ta ngày đang tế trị hết tất cả mọi sự, và ngày dùng tất cả những điều đó để làm sáng danh. Cho nên tôi khích lệ anh em nhớ cái mục đích mà Chúa muốn có sự hòa thuận ở trong gia đình của mình, trong mối quan hệ cá nhân của mình, trong hội thánh Chúa, là để cho Chúa được đề cao, để ý muốn của Chúa được hoàn tất, chứ không phải để ý muốn của mình. Cho nên hãy cầu xin Chúa, xin Chúa làm sáng danh của Chúa ở trong những mối quan hệ của chúng ta. Thì vì đó tôi và anh em chắc chắn sẽ nhận được cái câu trả lời đấy, vì đó là lập phụ. Như vậy thì buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy ba điều. Cái căn nguyên thật sự của mọi sự xung đột đó là cái việc tôi và anh em muốn khẳng định cái câu của mình. Và chính vì ở việc muốn khẳng định cái câu của mình, nó sẽ dẫn tôi và anh chị em tới cái chỗ là tranh chấp với nhau, tranh
chấp với người khác. Đó là căn nguyên của một sự sụp đổ. Và cũng bởi vì cái tôi ích kỷ của mình đó mà nhiều người trong chúng ta không thể cầu nguyện được khi xung đột nó xảy ra. Và cũng bởi vì cái tôi ích kỷ của mình mà nhiều người trong chúng ta lại cầu nguyện với cái động cơ sai. Như vậy thì nếu lòng tôi và anh chị em thật sự khao khát nhìn thấy sự hòa thuận ở trong gia đình mình trước hết, nhìn thấy sự hòa thuận hiệp một ở trong hội thánh, thì cái điều mà tôi và anh chị em cần xử lý là gì? Cần nhìn vào chính mình, xem thử trong từng cái tình huống cụ thể mình có đang tìm cách khẳng định cái tôi của mình, đang tìm cách để cho cái ý muốn của mình được thắng không, hay là tôi và anh chị em tìm mọi cách để cho ý muốn của Chúa được thắng trong từng của mình. Còn đối với những anh em đang gặp khó khăn trong vấn đề xung đột của người này người kia, vâng, có thể anh em có lý, tức là tìm anh em đúng đó. Nhưng cái chuyện cái đúng của anh em đó là cuối cùng nó sẽ là Chúa cho tôi một cái mệnh suy nghĩ nhiều hơn, nhìn vào cái bức tranh lớn hơn, cái mục đích lớn hơn của Chúa trên cả cuộc đời. Chúng ta gặp nhau đây ở trên sứ đường, bây giờ là dù có 10 năm đi nữa cũng rất là ngắn, nó không đáng để phải tranh giành cho những cái gì. Nó chỉ có cái giá trị một vài ngày. Hãy học, nếu tôi và anh chị em nói rằng mình là cái người tinh thần Chúa và tinh thần đấng yêu thương, hãy cho người ta thấy ít nhất một cái dấu chỉ nhỏ nhỏ là thôi, rằng là có cái dấu vết yêu thương đó trong đầu sống của mình, qua cái cách hành xử của mình, qua cái cách nói, qua cái phát ngôn, qua cái phát biểu của mình, qua cách hành xử. Chỉ khi đó tôi và anh chị em mới có thể chinh phục. Tôi nói với cái ngày cuối cùng, Chúa cũng không hỏi cái chuyện là con làm chứng cho ta được bao nhiêu người, mà ngày cuối cùng Chúa sẽ hỏi con môn đệ hóa cho ta được bao nhiêu. Chúa không có sai phái chúng ta đi nói là hãy đi tín đồ hóa muôn dân đâu, mà hãy đi môn đệ hóa. Tức là từ nơi con và anh chị em phải sản sinh một cái người mang cái hình ảnh giá chấp của anh. Các bạn đi ra làm chứng thì Chúa Giêsu tốt, nhưng đó chỉ mất cái khẩu đầu. Hội thánh này có tin Chúa 100 người hay 1.000 người, nhưng cái quan trọng là 5 năm sau từ nơi VCC này được bao nhiêu người đứng lên hầu việc Chúa. Nếu mỗi một năm như vậy là có khoảng tính trung bình là khoảng 500 người tin Chúa trong cái cuộc sống một năm. Cái cuộc sống nó coi đó là lớn. Cái quan trọng nhất là gì các bạn không? Sau 8 năm, sau 10 năm một sự sẽ có bao nhiêu người đứng lên có thể trở thành người hầu việc Chúa giống như một sự. Đó mới là cái điều mà Chúa đang chờ đợi một sự. Chứ không phải cái luật này. Chiều nay tôi muốn nói với các bạn, tôi và các bạn là những người đang trên hành trình đi theo Chúa, đang trong hành trình trở nên trưởng thành ở trong Chúa. Hãy bắt đầu nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin giúp con. Con có thể đủ khiêm nhu để nhìn thấy cái tôi của mình nó lớn hơn. Và con tin cậy Chúa tới đâu để từ bỏ cái tôi của mình. Nhưng khi chúng ta không biết cái tôi của mình lớn cỡ nào, thì những cái sự xung đột như vậy nó xảy ra để giúp tôi và anh em thấy rằng mình đã hạ mình hay là mình vẫn còn thương yêu cái tôi của mình. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Mỗi một người trong anh em lấy lòng khiêm nhu, suy ngẫm về những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống này. Những cái sự xung đột, những cái sự bất hòa, điều đó là chắc chắn nó sẽ xảy ra nó một đời. Vấn đề còn lại là cái cách mà chúng ta ứng xử trước những việc. Chúng ta quyết giành phần thắng về phía mình. Chúng ta luôn đổ lỗi cho người khác. Hay chúng ta sẵn lòng nhìn nhận mình chịu thiệt, mình chịu thua, để lửa nó không có, cái lửa xung đột nó không có cơ. Bao nhiêu người trong các bạn là những người mà sẵn sàng giúp góp phần vâng theo lời Chúa để dập tắt lửa xung đột từ lúc bắt đầu. Đó
đó mình không tham gia, mình không góp mũi. Có thể ai đó trong các bạn trong những ngày vừa qua không cầu nguyện được, dầu rằng mình biết rằng là chỉ có sự can thiệp của Chúa mới có thể dẹp đi cái sự xung đột hay là tranh chấp ở trong gia đình riêng của mình, ở trong mối quan hệ của mình hay là trong học. Nhưng mà dường như anh em không cầu nguyện được. Chiều hôm nay Chúa nói là hỡi con, ở bên trong con cái tôi của con thật lớn, con vẫn chưa thực sự xử lý ông, con vẫn tìm cái nguyên nhân xung đột ở bên ngoài con. Có thể ai đó trong cái việc trong những ngày vừa qua khi đối diện với sự xung đột trong đời sống cá nhân hay trong gia đình hay là trong hoàn cảnh, các bạn có công nghiệp, nhưng mà các bạn nhắm vào một cái đối tượng nào đó mà các bạn nghĩ là người đó là cái căn nguyên của mọi sự xung đột, các bạn cầu nguyện dường như là cầu xin Chúa can thiệp, cầu xin Chúa thay đổi, cầu xin Chúa hành động, cầu xin Chúa dạy dỗ con vân. Chiều hôm nay Chúa nói rằng con sẽ là động cơ của con. Con cầu nguyện như thế có phải là để cho ý muốn của con được nên không? Con cầu nguyện là để cho những gì con thích nó có thể xảy ra với người đó, hay là con tìm kiếm cái điều ta thích xảy ra với người đó mà con cầu thay thế? Không ai biết được chuyện này nữa đây. Xin Chúa giúp đỡ. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời làm việc trong lòng của tôi. Để những ngày tới khi có những cái điều bất đồng nó xảy ra trong gia đình, trong mối quan hệ cá nhân và trong hội thánh, anh em biết cách hành xử. Bởi vì Chúa chọn tôi và anh em làm sứ giả hòa bình, làm người hòa giải. Tôi và anh em được gọi là con của Chúa Trời. Một trong những đặc điểm của con của Chúa Trời đó là khiến cho người đầu lòng. Chúng ta hiểu ý với anh luôn, danh lời cầu nguyện.